Rồi bữa nay mình qua sửa flyer 1, phép thủy, reading and writing. Rồi mình qua test 3 reading and writing part 1, 10 câu về từ vựng ha. Rồi nhớ đầu tiên vô làm gì đây, thầy nói hoài làm gì hả? Mình đọc trước mấy cái từ vựng theo chiều kim đồng hồ để trong đầu mình nó nhớ ha. Chút xíu mình đọc cái mình nhớ từ đó nằm đâu liền là điền vô cho nó lẹ như mover thôi, chỉ khác là nó không có hình. A waiter, vòi bàn. A waiter, salt, muối. Salt. A comb, cái lược. A comb, chữ bờ này căm ha, mình đọc a comb. Meals, meals, bữa ăn. An oven, law, a dentist, nha sĩ, knives, 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 một con dao là a knife, cái tận cùng âm đuôi là f, nhiều con dao đổi chữ F thành chữ V rồi thêm ES ha, knives. An airport, sân bay, an airport. Soap là xà phòng, soap, xà phòng rửa tay. A college, trường cao đẳng, a college. Factory, factory, nhà máy, xí nghiệp. A queen, nữ hoàng. A queen. A designer, nhà thiết kế. A designer. A stadium, sân vận động. A stadium. Sugar, đường. Sugar. Rồi xong, vô đọc làm ha. Ok, câu ví dụ trước. This tastes good. And sweet and chocolate are made of it. Cái này á, thì cái vị nó ngọt, ngon và ngọt ha. Ngon thôi. Và kẹo và sô-cô-la thì được làm từ nó. Tới đây người ta first rồi, cho nên this tastes good, cái này vị nó ngon. Kẹo và sô-cô-la thì được làm từ nó. Vậy người ta cho rồi là sugar, là đường. Ok, number one. People make things like bicycle, computer and television in this place. Người ta làm những cái thứ như là xe đạp, máy tính, tivi ở cái nơi này. Vậy nó là gì? Làm ở đâu? Ở xí nghiệp hoặc nhà máy, ở factory. Number 2. Go and see this person if you have problem with your teeth. Đi và gặp người này nếu mà bạn có vấn đề với cái răng của bạn. Có vấn đề với răng thì gặp bác sĩ răng là nha sĩ đó, ở dentist. Ok, dentist. Number 3. You use this to cut food and they are usually made of metal. Bạn dùng cái này để cắt đồ ăn và chúng nó thường làm bằng kim loại. Ok, làm từ kim loại, vậy là mình sẽ dùng cái gì cắt đồ ăn? Knife, những con dao ha. Number 4. The person is an important woman. And in story, she usually lives in a castle. Cái người này là một cái người phụ nữ quan trọng. Và trong câu chuyện thì bà ấy thường sống ở trong lâu đài. Một người phụ nữ quan trọng sống trong lâu đài thì là nữ, nữ hoàng ha. Ok, a queen. Number 5. People use this when they want to have tidy hair. Người ta dùng cái này khi mà họ muốn làm cái gì? Muốn to have tidy hair, chải tóc. Ok, làm cho tóc gọn gàng thì nó là cây lược, a comb. Number 6. If you want to get on a plane and fly to another place, you need to go to this place. Nếu mà bạn muốn lên máy bay và bay đến một cái nơi khác thì bạn cần phải đi đến cái nơi này. Muốn lên máy bay thì mình phải ra sân bay, airport ha. Ok, number 7. The person works in a restaurant and takes food to people who want to have a meal. Cái người này làm việc ở trong nhà hàng và mang thức ăn đến cho người, những cái người mà muốn có cái bữa ăn. Như vậy là cái người này làm việc trong nhà hàng nè, rồi mang bữa ăn cho người ta. Vậy thì nó là boy, bạn ở waiter. Number 8. Most people eat 2 or 3 of these every day. Breakfast, lunch and dinner are all examples of these. Hầu hết người ta thì ăn 2 hoặc 3 những cái này mỗi ngày. Ăn sáng, ăn trưa và ăn tối là tất cả những cái ví dụ về cái này. Vậy là bữa ăn, meals. Ok, meals. You need this if you had your hands are dirty and you want to wash them. Bạn cần cái này nếu mà tay của bạn bị dơ và bạn muốn rửa chúng. Tay dơ rửa thì mình lấy gì rửa? Lấy soap, xà phòng ha. Number 10. You go to this place to play or watch football
Basketball. Baseball, sorry. Bạn đi đến cái nơi bự này để chơi hoặc là xem đá banh nè, hoặc là baseball là bóng gì? Bóng chày ha các bạn. Baseball. Ok, vậy thì đi đến đâu để coi đá banh hoặc là bóng chày thì nó là đi đến sân vận động đó, stadium. Ok, stadium. Rồi thì đọc lại 10 câu cho các bạn lần nữa ha. This tastes good and sweet and chocolate are made of this. People make things like bicycle, computer and television in this place. Go and see the person if you have problem with your teeth. You use this to cut food and they are usually made of metal. The person is an important woman and in story, she usually lives in a castle. People use it when they want to have tidy hair. If you want to get on a plane and fly to another place, you need to go to this place. This person works in a restaurant and takes food to people who want to have a meal. Most people eat two or three of these every day. Breakfast, lunch, and dinner are all examples of this. You need this if your hands are dirty and you want to wash them. You go to this big place to play or watch football or baseball games. Okay. You go to this place to play or watch football or baseball games. Okay, xong ha. Rồi ok, mình qua part 2 ha. Michael talking to Betty. What did Betty say? Okay, read the conversations to the best answer. Mình làm qua test 1, test 2 rồi. Các bạn quen với dạng này rồi. Thì hai đứa này nói chuyện với nhau ha, cậu con trai và cô con gái cầm điện thoại nói chuyện. Bạn nhiệm vụ là mình sẽ làm sao để điền vào cái chỗ trống này để cho nó tạo thành một đoạn hội thoại có nghĩa ha. Trước chỗ trống là câu hỏi thì chỗ trống sẽ là câu trả lời, sao cho hợp nghĩa thôi. Sao chỗ trống là câu trả lời thì chỗ trống sẽ là câu hỏi. Đó là cái cách mà mình đoán rồi hợp nghĩa, hợp nội dung, hợp thi. Ok. Ví dụ ha, Michael mới nói với Betty, "Did you go to the sports center on Saturday, Betty?" Ok, Betty trả lời sao đây? "No, I wanted to go shopping, so I went into town." Tôi muốn đi mua sắm, bởi vậy tôi đi vào trong thị xã, nhớ ha, đi mua sắm. Rồi thì thằng Michael nó mới hỏi tiếp, "What did you buy? Anything interesting?" Ở đây mình có cái câu là bạn có mua gì không? Bạn đã mua cái gì, có cái thứ gì mà hấp dẫn không? Thì cái câu trả lời của mình sẽ liên quan đến một cái món đồ. Thì bạn dạ qua hết từ đây xuống đây thì chỉ có câu F nè. "I got a new black jacket and then we went to look for a CD." Tôi đã mua một cái black jacket là một cái áo vest màu đen mới. Và rồi chúng tôi đã đi tìm một cái đĩa CD ha. Ok, nhớ là làm tới đâu thì đánh dấu tới đó. Rồi vậy ngay chỗ vị trí số 1 này mình sẽ điền vô là câu F ha. Ok. Rồi tiếp tục. Câu số 2, "Which CD did you want to buy?" Sau khi mua áo jacket xong thì mình mua đi tìm cái đĩa CD nè. Mới hỏi là bạn mua cái đĩa CD gì? Thì bạn dạo từ trên xuống dưới này thì nó có một cái là "is con", nó được gọi là remembering. Sally, tới đây á, chắc chắn nó nằm trong cái dấu nháy đôi này là tên riêng rồi nè. Thì nó được gọi là remembering. Rồi Sally played it at her party last week. Sally đã chơi nó ở tại buổi tiệc sinh nhật của cô ấy vào tuần rồi. Vậy thì khi mà mình biết ở đây là Sally chơi nó thì ở đây nó là cái đĩa áp chỉ tới cái đĩa CD nè. Vậy mình điền vô câu số 2 này là H ha. Ok. Rồi tiếp tục. Câu số 3. Mình đi xuống coi. "Oh, I like that one too. Who did you go shopping with?" Thì ở đây nó là câu trả lời là who. Ủa, câu hỏi là who, tức là đi với ai. Vậy mình kiếm cái nào mà nó có thông tin về người. Thế dụ như ở đây cũng có người là Anna nè. Anna live in a flat by the river. Thì nó không đúng. Vậy ở đây nó chỉ còn một cái câu mà nó có chứa thông tin về người. Đó là câu D. "Mom, my brother Richard and his friend Anna. I like her a lot." Vậy thì mình chọn câu D vô vị trí số 3 là hợp thôi. Mẹ gì nữa, anh trai hoặc em trai của tôi là Richard và bạn của anh ấy là Anna. Và tôi thì thích cô ấy rất nhiều. Chủ yếu ba cái thông tin phía trước này đều là người hết. Cho nên mình chọn ngay chỗ vị trí số 3 này là D ha. Rồi ok, tiếp tục. "Did you go anywhere else in town?" Bạn có đi cái nơi nào khác ở trong thị xã không? Thông tin ở đây là nơi chốn ha. Bạn có đi một cái nơi nào khác ở trong thị xã không? Thì mình sẽ kiếm coi.
It's in Station Street cũng là một địa điểm nhưng mà nó không đúng. Nó nằm ở đâu, có hỏi nó ở đâu đâu, phải không? Như vậy thì mình sẽ đi dạo xuống đây. Yes, đây. To the buy shop because Richard want to get new one. Tức là gì? Đi đến một cái cửa hàng mà xe đạp à, bởi vì Richard muốn mua một cái mới, một cái xe đạp mới. Quan này là thế cho xe đạp ha. Còn ở dưới này à, Anna này thì không hợp nghĩa. Vậy thì ngay chỗ này mình điền vô là e. Rồi, cái này vậy nếu bạn nào mà đọc mà hiểu được đó, là làm rất là dễ ha. Nó cũng không quá khó như là của két ha. Rồi, tiếp tục câu cuối cùng. I need to buy something. Will you come with me one day? Tôi cần mua một thứ gì đó à. Này, Michael mới nói. Michael bắt đầu rủ ren nè. Will you come with me one day? Bạn có thể đi với tôi một ngày nào đó không? À, cái tỷ giờ mình sẽ còn lại thông tin này. Anna sống ở trong căn hộ kế bên bờ sông. Vô duyên hỏi rủ đi không mà hỏi Anna sống trong căn hộ là không đúng. Cái này nãy mình xài rồi. Rồi, it's in Station Street. It's only open 2 weeks ago. Nó nằm ở cái đường nhà ga gì đó, Station Street ha. Rồi, nó chỉ mới mở cách đây 2 tuần. Vậy thì cũng không được, ta đâu có trả lời. Thí dụ ta rủ mình đi mua sắm một ngày nào đó, cái nói nó ở đó đó, đâu có hỏi nó ở đâu đâu. Thì như vậy chỉ còn một cái là what about next Saturday I could go then là đúng ha. Vậy thì mình đi vào thứ bảy tuần sau nhé, tôi có thể đi. Vậy ngay chỗ này câu số 5 mình điền vô là A. Rồi, ok, xong ha. Dễ không? Từ từ dễ ha. Rồi, ok, mình qua part 3 ha. Read the story to a word from the box. Write the correct word next to number 1 to 5. Then one example. Đọc câu chuyện, chọn từ từ cái ô và viết chúng. À, kế bên cái số 1 tới 5 có một cái ví dụ. Rồi mình nhìn thấy cái một cái khung cảnh gì đây. Ở đây có chữ removal mà có một chiếc xe tải về chắc chuyển đồ ha. Có hai anh công nhân. Ở đây có ba mẹ với một cô bé. Ok, ở đây có cái chữ sold là đã bán ha. Căn nhà. Ở đây có chiếc xe hơi. Rồi, mình đọc qua cái ví dụ ở dưới này có mấy cái từ để làm chi. Nhớ trước trong đầu chút xíu kiếm lợi cho nó nhanh. Chứ còn nhiều khi mình gặp cái từ nào mà mình không biết nghĩa hoặc là các bạn quên nghĩa là chút xíu nữa mình sẽ hơi khó khăn ha. Ok, picture là bức hình. Picture, stairs, cầu thang, thang bộ, stairs. Pushed là đẩy, pushed. Heavy, nặng, heavy. Drove, quá khứ của drive là lái xe. Noisy, ồn ào, noisy. Finished, hoàn thành, finished. Âm đuôi nó là t, finished. News, news, âm giờ ha, news, tin tức. Forgotten, quên, forgotten. City, thành phố, city. Rồi, và xuống dưới này mình bắt đầu vô đọc bài thôi. Helen's parents bought a new house for a few months ago. Ok, a few months ago. Helen, ba mẹ của Helen thì mua một cái căn nhà mới cách đây một vài tháng. Ok, Helen's parents bought a new house a few months ago. In their last week at their own house, the family put on their picture, lamps and other things into big boxes. Ở cái tuần mà cuối ở trong căn nhà cũ của họ thì gia đình để tất cả những cái hình ảnh nè, những cái đèn ngủ và những cái vật khác vào trong những cái hộp bự. Như vậy chữ picture này người ta xài rồi thì mình đánh dấu vô chút xíu khỏi đọc lại ha. Rồi, then on their last day in the own house. Ok, chỗ này nè là một nguyên âm ha, cho nên bạn đọc chữ này là D chứ không phải là D. Rồi, và rồi trong cái ngày cuối cùng ở trong cái căn nhà cũ thì two men came and took on the chấm 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 thing like bags out of the room, down the chấm 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 out of the house and into a big lorry outside. Như vậy và rồi vào cái ngày cuối cùng ở trong căn nhà cũ thì hai người đàn ông đến và mang tất cả những cái gì. Ở đây là một cái danh từ thing, mình sẽ lắp vô thì chỉ có một cái chữ heavy thing. Ví dụ như giường, giường thì nó nặng nè. Còn nếu mà noisy thing thì để vô đây, các bạn để noisy vô. Thì một hồi nữa, cái đồ mà noisy out of the house thì cái giường nó đâu có noisy. À, như vậy chỉ có một cái chữ heavy là hợp thôi. Vậy các bạn sẽ điền vô ngay chỗ này là heavy ha. Ok, sorry. Rồi, tiếp tục. Down the, chấm chấm chấm. Khiêng ra khỏi phòng ngủ và xuống cái gì mà ra khỏi căn nhà để mang vào trong xe tải đậu bên ngoài thì đau đỡ.
cầu thang ha, stairs, thang bộ. Nhà thì có cầu thang bộ. Rồi, nhớ cầu thang bộ, cái bậc thang này nè, thì nó ở hình thức số nhiều nè, lúc nào cũng vậy hết, cho nên bạn đánh ha, nhớ để ý cái chỗ chữ S này ha. Rồi, then the family stood for a minute in their own house and said goodbye to it. Và rồi gia đình thì đứng 1 phút trước căn nhà cũ ha và nói lời tạm biệt với nó. After that, D chấm 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 behind the lorry to their new house. Họ làm gì? D là chủ ngữ. Ở đây có đằng sau xe tải, thiếu câu này thiếu động từ. Các bạn để vô kiếm động từ để vô thử. They push behind. Họ đẩy ở đằng sau cái xe tải đến thành phố mới, không phải they finish, họ hoàn tất đằng sau xe tải, cũng không hợp nghĩa, chỉ có they drove là hợp nghĩa thôi. Họ lái cái xe hơi nè, xe hơi của họ nè, sau cái xe tải nè, đi đến cái căn nhà mới, đúng không? Rồi, vậy ngay chỗ này mình sẽ điền vô là they drove behind the lorry to their new house. It wasn't far because it were in the same chấm chấm chấm. Nó không có xa bởi vì nó ở cùng một cái gì? Nhìn vô đây coi, cùng một tin tức, không phải. Chỉ còn một cái chữ danh từ này là hợp nghĩa là cùng một thành phố. Ok. Nó không có xa là bởi vì căn nhà mới của họ mua ở cùng city, the same city. Ok. Cùng một thành phố. When they arrive, khi họ đến, the man opened the doors of the lorry and Helen Das walked up to the house. Khi mà họ đến thì những cái người đàn ông mở cánh cửa của xe tải và ba của Helen bước lên trên căn nhà mới. Tại vì căn nhà mình để ý ha, tại sao lại bước lên? Nó có thể nó có cái cầu thang ha, cái bậc gì đây nè, bước, walk up ha. Ok. Walk up to the new house. Rồi, chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mình qua bên đây mình coi ha. Qua trang. Rồi. He put his hand in his pocket and said, "Oh no, ai chấm 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 the key." Tôi đã cái gì? Tôi làm gì chìa khóa? Thì hồi nãy có chỉ còn một cái động từ, hai động từ chứ. Động từ thứ nhất là I push the key, không phải. I finish the key, không phải. I forgotten. Thì ngay chỗ này bạn để tôi đã quên chìa khóa thì nó hợp nghĩa ha. Anh ấy đặt cái tay anh ấy vào trong túi áo và nói, "Oh no, ôi không. Ba đã quên cái chìa khóa rồi." I forgotten the key. It by the window in our own house. Helen laughed. You always put your key there. Helen cười. Oh, ba luôn lúc nào cũng đặt cái chìa khóa đó. Yeah, Helen that answer. But now I must find a new place for them. Đúng rồi. Ba của Helen trả lời. Nhưng bây giờ thì ba phải tìm một cái chỗ mới cho chúng. Chúng ở đây là mấy cái keys, mấy cái chìa khóa này nè, ở trong nhà mới ha. Rồi, vậy đây là câu chuyện về cái gì đây? Mom and the expensive new lamp. Mẹ và cây đèn mới, đây cây đèn ngủ mới mắc tiền, không hợp ha. Helen and the new lorry. Lorry là của người ta, không có nói mới hay cũ. Vậy thì chỉ còn dad and the house key. Ba và cái chìa khóa của căn nhà. Ba quên cái chìa khóa ha. Ở đây xe tải thì có nhưng không có mới. Đèn ngủ thì có nhưng không có mới và đắt tiền. Như vậy cái này nó bị sai và cái nội dung chung của mình chỉ có cái ba này là hợp thôi. Rồi, ok, thầy đọc lại lần nữa cho các bạn ha. Các bạn dò theo. Helen parents bought a new house a few months ago. In their last week at their own house, the family put on the picture, lamps and other things into big boxes. Then on their last day in the own house, two men came and took on the heavy thing like the beds out of the room, down the stair, out of the house and into a big lorry outside. Then the family took for a few minutes and in their own house and said goodbye to it. After that, they drove behind the lorry to their new house. It wasn't far because it were in the same city. When they arrived, the man opened the door of the lorry and Helen Dash walked up the house. He put his hand in his pocket and said, "Oh no, I forgotten the key. It by the window in our own house." Helen laughed. "You always put your key there." "Yeah," Helen Dad answered. "But now I must find a new place for them." Okay. The story about Dad and the house key. Rồi xong part 4 ha. Part 3, yes, sorry.
Rồi tiếp tục mình qua part 4 ha. Read the text, choose the right word and write them on the line. Bữa nay mình học về color, màu. Okay. It is difficult to think of a word without color, but try for a minute. Rất là khó để suy nghĩ về một cái thế giới mà không có màu. Nhưng mà hãy cố thử trong một phút xem. There aren't beautiful dribble to look at. Như vậy ở đây mình thấy phủ định là aren't ha. Vậy thì qua bên câu số 1 mình sẽ chọn gì các bạn? Any đúng không? Any đúng rồi. Any đi với câu phủ định hoặc là nghi vấn. Ok, vậy mình chọn any liền ha. There aren't any beautiful dribble to look at. Không có nhiều cái cầu vồng mà xinh đẹp để nhìn. You can choose wear a yellow t-shirt or a blue t-shirt. Bạn không thể chọn, à ở đây là mặc, chọn là động từ, mặc là động từ, vậy ở giữa này mình sẽ chọn là verb to, verb ha. Ok, you can choose to wear a yellow t-shirt or a blue t-shirt. Còn ngay chỗ for và at thì nó không đứng giữa hai động từ được. Rồi tiếp tục. You can see the beautiful pink, purple, orange, red color, the sky, when the sun, down every evening. Bạn không thể nhìn thấy màu đỏ, màu cam, màu tím, màu hồng, xinh đẹp. In the sky, ở trên trời thì mình sẽ là in the sky. Rồi cụm từ học thuộc lòng luôn, in the sky. Không có on the sky hoặc at the sky gì hết á, ha. Vậy câu số 3 này là các bạn phải học thuộc lòng. Còn until là cho đến khi không hợp nghĩa. Pha là xa thì cũng không hợp nghĩa. Chỉ có in the sky mới được thôi. Tiếp tục when the sun số nhiều số ít đây? Số ít ha. Chủ ngữ số ít động từ thêm s hoặc as. Ở đây mình có động từ go là nguyên mẫu nè. Goes là tận cùng bằng o. Cho nên mình thêm as thành goes. Rồi going không phải là động từ, vậy thì các bạn chọn goes. Ok, when the sun goes down every evening. Khi mặt trời đi xuống vào mỗi buổi tối. What a different world. The color of light are different from the color of pain. Thật là một cái thế giới khác biệt ha. Cái màu sắc của ánh sáng thì nó khác cái màu sắc của cái màu sơn của mình. Rồi ở đây mình có you mix red, green and yellow light together. They make white light. Tới đây là cái dấu chấm này là kết thúc câu ha các bạn. Như vậy một cái câu ở đây là phết một cái, như là có một cái mệnh đề. Mé sau cũng có một mệnh đề nữa. They make white light. Thì mình điền từng cái vô ha. Cái thứ nhất là so, bởi vì vậy, bạn chọn này kia nọ, bạn nó không hợp nghĩa. And là và, nói hai cái gì mà nó phải cùng nghĩa giống giống tương tự với nhau. Còn đằng này nó không phải. Như vậy chỉ có khi bạn chọn if thì nó mới đúng thôi. Nếu mà bạn trộn nè, if you mix red, green and yellow light together. Nếu mà bạn trộn cái ánh sáng màu đỏ, màu xanh lá cây và màu vàng với nhau thì chúng nó sẽ tạo thành ánh sáng màu trắng. They make white light. Ok, tiếp tục. You get brown when you mix red, green and yellow paint together. Paint là cái màu sơn, như vậy bạn sẽ có màu nâu. Nếu khi mà bạn trộn cái gì đây, màu đỏ, màu xanh lá cây và màu vàng lại với nhau như vậy, ngay chỗ này nó là một cái nghĩa tương phản với cái ánh sáng. Cái màu sơn thì nó tương phản, như mình chọn chữ but, còn mấy cái kia không hợp nghĩa. Đen này là so sánh hơn, before là trước khi, vậy chỉ còn but tại cái ý nghĩa tương phản mà. Ok, vậy ngay. Câu số 7 mình, câu số 6 mình chọn là but, nhưng mà bạn sẽ có màu nâu. Khi mà bạn trộn cái màu đỏ, màu xanh lá cây và màu vàng lại với nhau. Color is very important too, of us. Mình thấy có of us thì là all of us thôi. Học thuộc lòng hết, tất cả chúng ta. Màu sắc thì quan trọng đối với tất cả chúng ta. Rồi còn bên đây. Much of us là phần lớn chúng ta. Hoặc là another of us không đi được. Còn much of us cũng không được. Nó không hợp nghĩa cho nên chỉ có all of us đi chung ha. Rồi tiếp tục. Red can make people and animals think dangerous. Cái màu đỏ thì có thể làm cho con người và con vật nó suy nghĩ là dangerous. Ở đây mình có động từ to be là e. Vậy mình cần một cái chủ ngữ. Some thì nó phải là một vài và đi với động từ số nhiều là a. Something được sometimes là thỉnh thoảng, là trạng từ không có làm chủ ngữ. Vậy chỉ còn đại từ something thôi. Something e dangerous, một cái thứ gì đó rất là nguy hiểm.
Rồi, tiếp tục. Drivers stop when they see a red light and hungry bird don't eat insect with red wing. Tài xế thì ngừng xe khi mà họ nhìn thấy ánh sáng hoặc là cái đèn màu đỏ, và những cái con chim đói bụng thì nó không có ăn cái côn trùng mà nó có cánh màu đỏ, cái màu nguy hiểm mà. Ok. Different color can make you like or hate food too. Cái màu sắc khác nhau thì nó cũng có thể làm cho bạn yêu hoặc là ghét cái thức ăn hoặc là thực phẩm. Rồi, you like to eat blue potato or drink black milk. Bạn muốn, bạn thích uống ăn cái khoai tây màu xanh sau khi nó bị nấm mốc, nó màu xanh lá cây rồi đó, hay là uống cái sữa màu đen không? Như vậy thì người ta hỏi nè, bạn có muốn, đây có dấu chấm hỏi ha. Vậy mình chọn cái trợ động từ gì mà nó hợp nghĩa thôi. Can you là bạn có thể uống, không hợp nghĩa. Would you là bạn có uống, là cái này tương lai chung chung nè. Sẽ hoặc must là phải thì không phải, vậy mình chọn là would. Ok. Bạn có muốn uống cái này hay không? Không có ép buộc, không có dùng must. Cũng không phải là can là có thể gì cả, cho nên mình dùng would thôi. Hỏi chung chung là dịch cái này ra là bạn có thích ăn khoai tây màu xanh hoặc là cái này blue chứ không phải green ha, màu xanh, hoặc là uống sữa màu đen không? Rồi, people have different favorite color too. Người ta thì cũng có cái màu sắc yêu thích khác nhau. Rồi, your này là your color đó. Vậy đây là câu hỏi, cần từ để hỏi. What is your? Đúng rồi, when is your? Khi nào? How is your? Vậy thì mình chọn màu của bạn là gì? Màu sắc yêu thích của bạn là gì? Mình phải chọn là what is yours? Ok, rồi xong. Flyer 1, tag 3, part 4, color. It is difficult to think of a world without color, but try for a minute. There aren't any beautiful rainbow to look at. You can choose to wear a yellow t-shirt or a blue t-shirt. You can see the beautiful pink, purple, orange, and red colors in the sky when the sun goes down every evening. What a different world. The colors of light are different from the colors of paint. If you mix red, green, and yellow lights together, they make white light. But you get brown when you mix red, green, and yellow paint together. Color is very important to all of us. Red can make people and animals think something is dangerous. Drivers stop when they see a red light, and hungry birds don't eat insects with red wings. Different colors can make you like or hate food too. Would you like to eat blue potatoes or drink black milk? People have different favorite colors too. What is yours? Okay, excellent, Ruby. Thank you. Flyer 1, tag 3, part 4, color. It is difficult to think of a world without color, but try for a minute. There aren't any beautiful rainbow to look at. You can choose to wear a yellow t-shirt or a blue t-shirt. You can see the beautiful pink, purple, orange, and red colors in the sky when the sun goes down every evening. What a different world. The colors of light are different from the colors of paint. If you mix red, green, and yellow lights together, they make white light. But you get brown when you mix red, green, and yellow paint together. Color is very important to all of us. Red can make people and animals think something is dangerous. Drivers stop when they see a red light, and hungry birds don't eat insects with red wings. Different colors can make you like or hate food too. Would you like to eat blue potatoes or drink black milk? People have different favorite colors too. What is yours? Okay, excellent, Ruby. Thank you. Rồi, mình qua part 5, 7 câu. Look at the picture and read the story. Write some words to complete sentences about the story. You can use 1, 2, 3, or 4 words. Nhìn vào bức hình, đọc câu chuyện, viết một vài từ để hoàn tất mấy cái câu về câu chuyện. Bạn có thể sử dụng 1, 2, 3 hoặc 4 từ. Ok, nếu bạn sử dụng 5 từ là sai. Nhìn vào hình thấy một cậu bé trai thức dậy, ngồi ở trên giường ha.
Đâm chiêu suy nghĩ, miệng nở nụ cười, nhìn ra ngoài thấy trắng bóc. What a surprise. Ok, thật là ngạc nhiên quá đi. Last October, Fred and his parents decided to go and stay in the mountain for a week. Tháng 10 vừa qua, tháng 10 năm ngoái. Chữ last này bạn dịch vừa qua, năm ngoái, tuần rồi, rồi gì cũng được hết ha. Fred và ba mẹ của anh ấy quyết định đi và ở trong một cái ngọn núi trong một tuần. They wanted to go on long walks there. So they put good walking shoes, maps, and all the other things they needed in three big blue rucksack, which they put on their back. Then they caught a bus to go to the station. Họ muốn đi tiếp tục, go on là tiếp tục ha, đi bộ đường dài ở đó. Vì vậy họ đã đặt mấy cái đôi giày mà đi bộ tốt, một cái bản đồ và tất cả những cái thứ khác mà họ cần vào trong ba cái ba lô màu xanh bự mà họ có thể mang trên lưng, và rồi họ đón xe buýt để đi đến bến xe. Ở đây là station, có thể là bến xe, có thể là ga, có thể là đồn, tùy theo chút xíu mình dịch. Thì mình thấy ở dưới này có chữ train, thì ở đây nó có thể là ga xe lửa nè. They were very excited when their train arrived in the mountain village. Họ rất là phấn khởi khi mà cái xe lửa đến một cái làng trên núi. Ở đây the mountain village bạn không có dịch là núi làng ha. Nhắc lại một cụm danh từ, mình lấy danh từ chính là village mình dịch trước. Rồi cái mountain bổ nghĩa thì bạn sẽ dịch là ngôi làng mà ở trên núi. It were a cold but sunny day. Nó là một ngày trời lạnh, nó thì lạnh, trời thì lạnh, nhưng mà một lại là một ngày nắng. The grass were very green and the mountains looked beautiful. Cỏ thì nó xanh mượt, nhưng mà những cái dãy núi thì trông rất là đẹp. Ở đây mountain mà số ít thì mình dịch là ngọn núi ha, còn mountain số nhiều thì mình dịch là dãy núi. Tức là nhiều ngọn núi thì mình dịch là dãy núi. Dãy núi thì trông rất là đẹp. That night they ate in the hotel and went to the bed early. Tối bữa hôm đó thì họ ăn ở trong khách sạn và đi ngủ sớm. The next morning, Fred woke up, jumped out of bed and ran to the window. Buổi sáng tiếp theo, Fred thức dậy, nhảy ra khỏi giường và chạy đến bên cửa sổ. The houses were all white. Tất cả những căn nhà thì nó màu trắng. Vậy hồi nãy mình nhìn thấy phía trên có màu trắng là có lý do đó ha. Quick, he shouted, come and look at the snow. Nhanh lên, anh ấy la lên, đến đây xem tuyết nè. Red parents were very surprised. Snow in October? That's very strange, they said. Ba mẹ của Fred thì rất là ngạc nhiên. Ồ, tuyết vào tháng 10 hả? Thật là kỳ lạ quá đi, họ nói. What are we going to do? Fred asked. Vậy chúng ta sắp phải làm gì? Fred hỏi. Well, Fred Dad said, let's get some skis and learn to ski at the ski school here. Ba của Fred mới nói là chúng ta hãy lấy mấy cái ski này, là cái ván trượt tuyết ha các bạn, và chúng ta sẽ học trượt tuyết ở tại cái trường mà dạy trượt tuyết ở đây. Mình sẽ có cái skiing, snowboarding thì nó là một cái trượt mà nó có một tấm thôi, còn ski này là trượt nhưng mà nó hai tấm. Tí xíu mai mốt bạn coi ở trong cái hình mà của cuốn từ vựng mình, nó có phân biệt hai cái này. Còn dịch thì mình cứ dịch chung là trượt tuyết là được rồi. Rồi vậy mình qua coi câu số 1 ta hỏi gì. Fred and his parents went on holiday in the mountain of chấm chấm chấm. Ví dụ người ta cho Fred và ba mẹ đi nghỉ ở trên núi vào tháng 10. The family wanted to go on long walks in the mountain. Gia đình thì muốn đi bộ đường dài ở trên núi. Câu số 1, the family carry all their things in chấm 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 on their bike. Gia đình mang tất cả những cái đồ vật ở trong cái gì? Mà ở trên lưng họ. Rồi ngay chỗ này nãy mình thấy họ bỏ tất cả mọi thứ vào gì các bạn? Ba cái ba lô màu xanh dương bự, which they put on their back. Vậy thì mà cái mà họ có thể đặt trên lưng nè. Vậy ngay chỗ này nó sẽ trả lời được cho câu số 1 của mình. Và câu số 1 mình điền vô là ba cái ba lô màu xanh dương bự, thì tương tự như vậy cái ba lô là danh từ chính. Còn mấy cái kia là tính từ bổ nghĩa hết, thì bạn có không có cũng được, nhưng không thể không có rucksacks. Sorry, ngay chỗ này thầy không có thể để cái rucksack này được, nếu mà trong ngoặc nữa là thua rồi. Rucksack này không có được trong ngoặc nha, rucksack này danh từ chính mà. Ok, vậy thì mình ngay chỗ này mình phải bỏ cái này đi nè.
Rồi, ok, tiếp tục ha. Câu số 2 người ta hỏi gì đây? Fred and his parents went to the station by chấm chấm chấm. Station là ga xe lửa. Hồi nãy mình nhớ rồi, ở dưới xe lửa mình phải dịch là ga. Vậy they were excited when their train arrived in the mountain village. À, chưa tới, they go to the station ở trên nè. Then they caught a bus to go to the station. Vậy họ đi đến station bằng xe bus ha các bạn. Yeah, câu số 2 mình là by bus ha. Fred and his parents went to the station by bus. Tiếp tục câu số 3, when the train got to the chấm chấm chấm, the family were very excited. Khi mà xe lửa đến cái gì thì gia đình rất là phấn khích. Hồi nãy mình đọc ngay chỗ thầy hồi nãy nè. They were very excited là phấn khích. Có cái thông tin của câu số 3, when the train arrived in the mountain village. Khi mà xe lửa của họ đến cái làng ở trên núi. Vậy thì tương tự ngay chỗ này mình bưng nguyên cái đó mình để vô, người ta cho đờ rồi. Thì các bạn điền là mountain village thôi. Rồi, tiếp tục câu số 4 đây. Had dinner in chấm 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 on first night of the holiday. Họ ăn tối ở đâu? Trong cái buổi tối đầu tiên của ngày nghỉ. Ngay chỗ thông tin này nè. They ate in the hotel and went to bed early that night. Vậy thì tối hôm đó thì họ ăn tối ở trong khách sạn. Vậy ngay chỗ này mình sẽ điền là in the hotel, number 4. In the hotel. Rồi, tiếp tục number 5. When Fred got up and looked at chấm chấm chấm, he saw lots of snow. Khi mà Fred thức dậy và nhìn vào cái gì thì anh ấy nhìn thấy rất là nhiều tuyết. À, sáng hôm sau là next morning, Fred wake up, jump out of bed and run to the window, ran to the window. The houses were all white. Vậy anh ấy nhìn vào gì các bạn? Hả? Nhìn vào houses thì nó mới bị nhiều tuyết. À, cửa sổ có tuyết không? Cửa sổ không có tuyết nha. Nhiều bạn look at the window nghe này sẽ bị sai. Cho nên đòi hỏi cái này là mình sẽ phải là đọc hiểu chứ không phải là đọc mà kiếm từ ha. Ok, houses. Tại vì sao nhìn vào những cái houses là những ngôi nhà. Fred walk, got up là thức dậy ra khỏi giường. Ở trong bài của mình là có Fred walk up. Walk up là thức dậy còn ở trên giường ha. Thì jump out of bed thì tương đương với sau khi mà mở mắt ra nè. Mới jump out of bed thì nguyên cái cụm này nó mới bằng got up bên câu hỏi của mình ha. Và ran to the window, chạy đến cửa sổ. Thì đâu có tuyết ở cửa sổ đâu. Mà anh ấy nè, the houses were all white. Tất cả căn nhà thì có tuyết như vậy. Look at houses, look at the houses, he saw lots of snow. Ok, Fred mom and dad thought snow in October were very chấm 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 weather. Mẹ của Fred và ba của Fred nghĩ rằng tuyết mà trong tháng 10 thì rất là ra kỳ lạ ha. Ok, snow in October, that's very strange. Vậy thì là một thời tiết kỳ lạ, mình điền chữ strange vô thôi. À, nó là tính từ bổ nghĩa cho thời tiết. À, that's very strange. Rồi, tiếp tục Fred and his parents learn chấm 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 well in the week that they were on holiday. Fred và ba mẹ của anh ấy học cái gì giỏi ở trong cái tuần mà họ đi nghỉ. Thì sau khi mà Fred hỏi bây giờ chúng ta làm gì ha, thì ba của Fred mới có cái ý tưởng là let's get some ski and learn to ski at the ski school here. Ok, ngay chỗ này là thông tin của câu số 7 ha. Tới đây mới có học trượt tuyết thôi nhưng mà chưa có giỏi. Bạn phải qua bên này bạn đọc tiếp cái khúc bên này mới biết là họ học cả tuần. So they did and Fred loved it. He fell over lots of time in his first lesson, but he didn't mind. At the end of the week, he was very good at skiing. Thấy chưa? Vào cuối cái tuần đó thì anh ấy rất là giỏi. He mom and dad were too. Ba mẹ anh ấy cũng giỏi luôn. Rồi, it was a great holiday for all of them. Và họ thực hiện điều đó. Fred yêu thích nó, tức là thích trượt tuyết. Anh ấy ngã rất là nhiều lần ở cái bài học đầu tiên nhưng mà anh ấy không có quan tâm. Vào cuối tuần thì anh ấy giỏi trượt tuyết, ba mẹ anh ấy cũng giỏi luôn. Đó là một cái kỳ nghỉ tuyệt vời cho tất cả bọn họ. Như vậy câu số 7 mình sẽ điền vô là learn to ski. Theo như trong bài ha các bạn, learn to ski. Còn bạn nào giỏi nữa lên how to ski cũng được. Nhưng mà thôi mình cứ trong bài sau thì mình điền vậy là sao. Rồi, ok các bạn. Thầy đọc lại lần nữa cho các bạn dò theo ha.
Last October, Fred and his parents decided to go and stay in the mountain for a week. They wanted to go on long walks there, so they put good walking shoes, maps, and all the other things they needed in three big blue rucksacks, which they put on their back. Then they caught a bus to go to the station. They were very excited when the train arrived in the mountain village. It was a cold but sunny day. The grass were very green and the mountain looked beautiful. That night, they ate in the hotel and went to bed early. The next morning, Fred woke up, jumped out of bed and ran to the window. The houses were all white. "Quick," he shouted, "come and look at the snow." Fred's parents were very surprised. "Snow in October? That's very strange," they said. "What are we going to do?" Fred asked. "Well," Fred's dad said, "let's get some ski and learn to ski at the ski school here." And they did. So they did. And Fred loved it. Okay, he fell over lots of time in his first lesson, but he didn't mind. At the end of the week, he was very good at skiing. His mom and dad were too. It was a great holiday for all of them. That's the end of the story. Có hấp dẫn hơn các bạn? Hấp dẫn ha. Rồi đi học trượt tuyết đi. Ở Việt Nam có tuyết đâu mà trượt. Rồi khi mình qua part 6 sang 5 questions, read the diary and try the missing word. Try one word on each line. À, đọc cái nhật ký và viết cái từ mà còn thiếu ha. Viết một từ trên mỗi một dòng thôi. Rồi thấy một cậu bé cầm một cái quyển sách có ghi chữ diary nè, là nhật ký. Ok, Tuesday, 5th March, ngày thứ ba, 5 tháng 3. There are new teacher at school and we had our first science lesson with him today. Có một cái giáo viên mới ở tại trường và chúng tôi có cái bài học khoa học đầu tiên với ông ấy ngày hôm nay. His name is Mr. Hill. Tên của ông ấy là ông Hill. And ...make science very interesting. Ở đây mình có động từ thêm S nè các bạn ơi. Vậy thì chủ ngữ của mình sẽ là số ít và cái gì thế cho ông Hill? Hả? Cái này dễ ha? He đúng không? Rồi vậy mình đánh vô là he makes science very interesting. Elma and Sophia didn't enjoy the lesson because Mr. Hill ...10 questions on the board and they didn't know any of the answer. Rồi Elma và Sophia thì không có thích bài học này bởi vì ông Hill đã làm cái gì 10 câu hỏi lên bảng và bọn họ đã không biết bất kỳ câu trả lời nào. À, vậy thì ở đây bạn để ý ha, cái chuỗi mạch chuyện nó đều diễn ra ở quá khứ hết. Và ông ấy làm gì trên bảng thì mình viết lên bảng nè. Mình đặt có 10 question thì mình hỏi 10 câu hỏi trên bảng cũng được. Hoặc là mình put. Thì ở đây nè, tất cả đều ở quá khứ và cái động từ put này các bạn để ý, nó rất là đặc biệt là put, 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 ba cột như nhau. Cho nên mặc dù mình đọc nó là, mình viết nó là như vậy, nhưng thật ra nó là cột 2 đó các bạn. À, ok, tiếp tục. He told us lots. Ở đây mình có thing. Vậy thì lots gì? Lots of. Bằng a lot of đó. Lots of things about the planet and about our moon and sun. Ông ấy kể cho chúng tôi rất nhiều thứ về hành tinh nè và về mặt trăng và mặt trời. We watch a short DVD in his class too. Chúng tôi cũng đã xem một cái đĩa một cái phim ngắn ha, đĩa DVD ngắn ở trong cái lớp của ông ấy. It was about the first rocket flew in space. Nó là về cái phi thuyền đầu tiên, tên lửa đầu tiên, cái dịch cái gì cũng được. Nhưng chỉ cần quan trọng cái này nó là vật ha các bạn, vật thì cái gì thế cho vật? Who thế cho người, which thế cho vật, đá thế cho cả. Hai, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho câu tiếp theo nè. Ở đây mình có động từ flew mà nó thiếu chủ ngữ rồi. Còn cái rocket là tân ngữ của ở phía trước là it was about this first rocket. Rồi, vậy nếu bạn tách ra câu này thiếu chủ ngữ mình phải dùng đá thế cho rocket hoặc which thế cho rocket. I think I ...to be an astronaut one day. I think I, ở đây I would nè các bạn, vậy I would gì? I would like, I would love, I would want to be an astronaut one day. Tôi nghĩ rằng tôi muốn trở thành một phi hành gia một ngày nào đó. Rồi ok, thầy đọc lại nguyên bài cho các bạn ha. Tuesday 5th March. There are new teacher at school and we had our first science lesson with him today. His name is Mr. Hill and he makes science very interesting.
Elma and Sophia didn't enjoy the lesson because Mr. Hill brought 10 questions on the board and they didn't know any of the answers. But I think he nice. He told us lots of things about the planet and about our moon and sun. We watched a short DVD in his class too. It was about the first rocket that flew in space. I think I'd like to be an astronaut one day. Rồi, xong passage ha.